Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 6 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước đạt 856 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 42 tỷ đồng, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa đạt 73,98%, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Tổng diện tích lúa gieo cấy là 2.554 ha, năng suất đạt 59 tạ 1 ha. Chăn nuôi phát triển ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được tăng cường, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chính sách xã hội được triển khai kịp thời đã chi trả tiền hỗ trợ cho gần 11.700 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thời gian tới, huyện Tam Nông tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tăng cường tái đàn lợn theo hướng an toàn, bền vững, đảm bảo công tác phòng dịch, chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất, đảm bảo năng suất, sản lượng, xây dựng phương án phòng chống lụt bão với phương châm 4 tại chỗ, tăng cường quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.